Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn lữ bất di nguyên tử của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được trích trong tập truyện ngắn Tâm trạng hồng do nhà xuất bản Sống Vui phát hành tại Sài Gòn năm 1963. Người đọc Thái Hoàng Phi. từ hai tháng nay lo tìm chỗ làm ngoài sài gòn điền bỏ quên chợ lớn làm dùng mà nhân công rất đông và rất rẻ trong đó anh không làm sao tranh sống được với bao nhiêu người Việt cấp qua họ chịu khó vô cùng mà không đòi hỏi gì nhiều sáng hôm nay thình lình gặp mái chính dảnh từ trong tiệm bán chim ở đại lộ hàm nghi bước ra điền mới nhớ đến một hạng người rất hoạt động và rất có thể có công việc cho anh làm để nịnh mái chính dảnh Điền lễ phép cúi đầu chào ông ta Như chào một ông cụ, người mình Rồi hỏi Thưa, máy chính mạnh giỏi Hà, cái này à, tốt tốt à Anh à, cũng tốt tốt chưa Nghèo quá máy chính ơi Thất nghiệp hơn hai tháng rồi Người Trung Hoa mặc âu phục rất sang trọng này Nhìn Điền dây lát rồi hỏi Có muốn tiền hay không Mắt Điền sáng lên Hắn nói Trời, máy chính còn phải hỏi, nếu được vài chục bạc ăn cơm thì sướng lắm. Hờ, Vài chục bạc ăn một bữa hết là lấy cái gì mà ăn nữa. Nhưng tôi lại không dám xin nhiều, sợ làm phiền máy chính. Ai cho mà xin? Xin ít cơ cũng không cho mà. Phải làm chê. Dạ, tôi muốn làm lắm mà không có công việc. Ngoá có công việc à, nhưng hơi khó nhận hồn. Nhiều tiền lắm Nếu nhiều thì cho dẫu phải lên rừng bắt cọp Tôi cũng sẵn lòng Tốt lắm tốt lắm à Ngoa trò lưa lâm chập bạc bây giờ Điền muốn ngập thở khi nghe số bạc to tát như vậy Vợ đẻ mới có hai ngày Không tiền uống thuốc Thì năm trăm này sẽ giải quyết rất nhiều việc Cơm nước thuốc men Được gần hai mươi ngày Đỡ khổ biết bao nhiêu Hắn dở nón kính cẩn chào mái chính dảnh một lần nữa Rồi nói Mái chính biểu chém ai Tôi cũng quyết chân lời hết Không có chém ai Nè Năm nay là năm nhâm dần Tháng này là tháng nhâm dần Một này là ngày 29 tháng giêng Tức là nhâm dần Ai mà lẽ con trai vào giờ nhâm dần Nghĩa là từ bôn lên sau giờ sáng là lẽ ra quý tử đó bốn cái nhâm dần tốt lắm gồm lại nơi một người á thì người đó sẽ làm ông vua cô lư hiểu chưa dạ hiểu sơ sơ chưa rõ lắm hà cô lư đi vào mấy nhà hộ sanh à dặn trước mấy bà mụ hễ có ai lẽ con trai vào ngày đó giờ lo mà muốn bán ngoa mua mua một lứa hai chục ngàn à mấy trăm lứa ngoa mua hết cô lư hiểu chưa dạ Hiểu sơ sơ Chưa rõ lắm Cô lưu ngu quá Con trai lẽ năm dần Tháng nhâm dần Ngày nhâm dần Giờ nhâm dần Thì ngày sau nó làm ông dưa, Biết chưa Điền vỗ tay la lên Hiểu rồi hiểu rồi Thắng có đọc cái chuyện tàu Tây hướng Đông Châu Nên bỗng nhớ ra Thủ đoạn của chú lái buôn Lữ Bất Di Đã đầu cơ tầng thủy hoàng Ngay trong lúc vị bảo chú này còn là cái bào thai nằm trong bụng của một nàng hầu xinh đẹp nên hắn chợt khỏi ý mà hiểu ngay dự định của máy chính vảnh. hắn nói biết mà máy chính nuôi mấy thằng quý tử ấy để ngày sau được làm tía ông vua mà cô lừ lo chung lo tôi mua được máy chính cho thêm bao nhiêu hai ngàn lồng chịu không dạ được nè lấy năm trăm lồng này nhắm xà rồi đi lo công việc Dạ, cảm ơn máy chính Điền cầm tờ giấy 500 Nhìn theo người bại bản Trung Hoa Bước lên chiếc xe Cắt săn cát của y Rồi bật cười Thì ra hắn nghĩ Người Trung Hoa có tài buôn bán thật Và họ buôn bán bất cứ thứ hàng hóa nào cũng được Lữ bất vì là người Trung Hoa Chỉ có hắn tộc mới là người thương trí như vậy thôi Không dân nước nào mà biết đầu cơ theo lối đó cả Khi máy chính dãnh khuất dạng Điền vào tiệm ăn là một bữa no nê Đoạn đi mua cho vợ một chai rượu quyết bò Mua cho đứa con gái đầu lòng lên năm Một con búp bê Và thằng con trai kế lên ba Một cây súng nước Xong đâu đó Hắn bắt đầu ngay Chiến dịch săn trẻ tuổi dần tứ quý Sau khi tạ qua nhà biếu quà cho vợ con Nhưng các bà mụ đã làm chàng thất vọng Họ nói Trẻ sanh vào ngày giờ đó Thì rất có thể có làm sao trong mấy trăm nhà hộ sinh ở Đô Thành Cũng có ít lắm là một đứa con trai Do một chị nhà nghèo Cho ra đời lúc trạng đông ngày nhâm dần Tuy nhiên họ sẽ đến thình lình Không làm thế nào cho kẻ đầu cơ hay tinh kịp Để hắn kiểm soát Không kiểm soát được Hắn sẽ kiếm chuyện để bớt tiền Các bà mụ lại cho điện biết rằng Chuyện lắc léo này xảy ra rất thường Luôn luôn do người Trung Hoa đề xướng Và luôn luôn họ kiếm chuyện Vì không kiểm soát được điền đã tốn nhiều tiền xe và thì giờ quá rồi nên hắn ngã lòng hết sức cho dẫu cái đêm ngày xửu rạng mặt ngày dần sắp tới hắn mà có băm sáu chân cũng không sao chạy khắp các nhà hộ sanh để thăm dò và có thăm dò mà thấy trẻ ra đời cũng không sao gọi mái chính vảnh cho kịp để y tin chắc rằng quả đứa trẻ sanh vào giờ nhâm dần điền về nhà buồn hiu năm trăm đã vơi đi hết ba trăm vào các khoản lỗ phí mà diễn ảnh hai ngàn tiền thưởng thì rất mong manh nằm gác tay trên trán suy nghĩ một buổi điền bỗng dục ngồi dậy hắn vừa thấy một ý tuyệt khôn nên mừng rỡ hết sức hắn la lên một mình ăn chắc ăn chắc hai ngàn và ăn chắc về sau nữa tuột xuống đất hắn chắp tay sau mông đi qua đi lại một hơi với những bước vội vàng ăn nhịp với những ý nghĩ sôi nổi trong đầu hắn đoạn hắn chạy thuốc ra nhà người chị vợ cũng ở một túp nhà lá như hắn phía sau đó cách nhà hắn ba căn để nhờ chị này thi hành quý kế của hắn xong đâu đấy hắn xoa tay mỉm cười lẩm bẩm chưa chắc gì người trung hoa lại cáo dài bằng người mình và tía ông vua sẽ là ta chứ không phải mái chính dảnh đâu vào lúc quá nửa đêm điền đi xích lô mái vào chợ lớn gõ cửa nhà mái chính dảnh rầm rầm ai lo bên trong hỏi tôi đây mái chính ơi có thằng nhỏ gần sanh ra mà mái chính dảnh mở cửa và điền trình bày ngay câu chuyện máy chính nè à, mấy bà mụ họ đòi tiền cái công họ cho hay tin lượt mà nhưng họ nói khó lắm khó làm sao họ nói đàn bà họ đến thình Đình gọi máy chính không kịp sợ máy chính không kiểm soát được rồi không mua mất công họ lắm họ phải mà ngoa phải kiểm soát mà vậy nên khó lắm sao cô lư kêu cửa nói có ấy khó mà vẫn có Số là vợ tôi đang chuyển bụng ở nhà Bà mụ nói chừng một lát đây nó đẻ Như vậy tiện hơn máy chính biết trước tới kịp để kiểm soát Cũng lượt Nhưng biết chị ấy lẽ con trai hay là con gái Hãy con trai thì máy chính nuôi Con gái thì thôi Ờ Cũng lượt Nhưng tôi cho con tôi tiếc thương Tôi buồn lắm máy chính thưởng thêm tôi cái gì Hò Ngoa làm tía ông vua thì cô lư làm ông quang cái lầy ông quan bự mà trời ơi tôi dốt làm quan to sao được lượt chê cái lầy ông bảy không dốt à mà ông bảy cũng làm quan bự được là chứ sao nữa ngoa cho cô lứa làm như ông bảy diễn hồi mấy năm trước đó mà không thèm lâu ăn lắm tôi muốn được thêm mười ngàn nữa hè điền nói thế chứ hắn đâu có cách hưởng về sau hắn sẽ làm dấu trên người của con hắn sẽ ghi những nút ruồi tàn nhang của nó để ngày sau mà nhìn Cái mông ông vua có tàn nhang thì đố ai mà biết Trừ cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi của ổng Hắn sẽ gửi thờ tàu với vua là Hắn biết nhà vua có một tàn nhang ở mông bên tả Thì vua sẽ tin hắn là cha ruột ngay máy chính dãnh suy nghĩ một hơi Rồi bớt năm ngàn Và điền đành phải nhận chịu Hắn mời Vậy bốn giờ sáng máy chính ra ngang Hãy vợ tôi đẻ rồi thì thôi Vì không nhầm vợ tốt Còn chưa thì má chính đợi nhà ở lâu ngõ hẻm cuối cùng trước khi vào sân khám chí hòa bên tay trái đường Hòa hưng căn nhà thứ sáu liệt mà ngoa lên hồi năm giờ vì giờ bây giờ là giờ giả ly trước một tiếng đồng hồ năm giờ tức là bốn giờ đó phải trung giờ của trời lắc mới liệt à hay lắm máy chính không sơ hở chỗ nào hết xứng đáng làm tía ông vua lắm đa Hồi đúng 5 giờ sáng máy chính dảnh có mặt tại nhà của Điền Chị Điền rên la in ỏi trong buồn Và bà mụ giả dỗ dành Ráng đi chị Ráng một chút xíu nữa thì hết Điền mời máy chính dòm sơ vào buồn Cho biết mặt vợ hắn Chị Điền cái bụng to như trống chầu Đang níu bà mụ mặt khóc Cái bụng ấy là một đống dẻ rách Còn bà mụ là chị vợ của Điền Thằng bé ba ngày thì Điền gửi đằng nhà chị vợ Không quên cho nó uống một liều thuốc ngủ thật nhẹ để lát nữa ẩm gì mà nó không khó hé. Chị Điền rên la mãi đến 6 giờ sáng mới nghe bà mụ bảo rằng Cũng may là chị ta sanh mau lắm, độ 5 phút là xong. Đã có người lén ẩm thằng bé lại, vào buồn bằng cửa sau và bà mụ giả ngắt nó mấy cái, nó khóc xé lên. Mãi chính dẫn xem lại đồng hồ tay thì lúc ấy đúng 6 giờ 15 phút tức là 5 giờ 15 phút thật của trời đất tức là vào giữa giờ dần Thế là trong căn buồng ẩm thấp của một nếp nhà lá sớm hẻm khám chí hòa Một ông vua tương lai đang qua qua mấy tiếng chào đời Và một nhà đầu cơ thượng thận đang mơ màng tưởng tượng đến cảnh về sau Mà hắn làm ông Thái Thượng Hoàng hét ra lửa và ra bạc cắt Hắn thấy trước là quốc gia Việt Nam sẽ bị chinh phục một lần nữa Vì tuy là ông vua tương lai là người Việt Nhưng do một lái buôn Trung Hoa giật dây dụi đằng sau ngay vàng Má chính dặn đòi bắt ngay thằng bé Sợ Điền xấu bụng rồi đánh cháu nó chăng Điền thấy là má chính muốn tránh đáng nên nhượng bộ Không quên đòi ngay 25 ngàn Vì hãy múc cháu thì phải trao tiền Vợ chồng Điền nhận tiền làm giấy cho con Nhưng khóc bù lu bù loa Vì họ thương con thật Và khóc vì phải xa nó Bà vụ giả được má chính mượn theo xe Để đưa thằng bé vào chợ lớn Và ở lại trong ấy săn sóc nó Cho đến khi nó rụng rúng Y thưởng trước bà mụ đến ba ngàn bạc Từ đó vợ chồng Điền bớt cơ khổ Nhờ số bạc 27 ngàn 25 ngàn tiền cho con Và hai ngàn tiền thưởng Đã tìm ra đứa bé tứ quý Thỉnh thoảng hắn vào chợ lớn Nói là thăm máy chính dảnh Nhưng thật ra chỉ để thấy mặt con thôi Vợ chồng máy chính dảnh Rất không ưa sự lui tới đó Họ muốn chặt đứt hẳn cây cầu Giữa ông vua tương lai Và người cha mất quyền Thằng ấy điềm vào thăm con mới hay là má Chinh Dĩnh đã cho thằng bé đi Đài Bắc rồi. Mã Chinh Dĩnh thấy rằng chỉ có làm cách ấy, thằng bé mới mù tịch về dĩ vãng của nó và mới trung thành với cha mẹ nuôi của nó về sau. Vài năm nữa, họ sẽ dọn nhà đi nơi khác, có đem thằng bé qua, Điền cũng chẳng biết đâu mà tìm. Và lại chừng ấy, Điền đã nguôi ngoai rồi. Điền khóc mù khi hay tin con đi xa, nhưng rồi hắn tự an ủi được với ý nghĩ ngộ nghĩnh này, là thằng bé được cho về tàu, Tức là cha mẹ nuôi nó Muốn cho nó làm vua Trung Hoa Mái chính dãnh này quá tham làm vô độ Nó thấy thằng bé làm vua 25 triệu người Việt Nam không giàu sang bằng Làm vua 500 triệu người Trung Hoa Nên mới cho thằng bé khứ từng xòa Nghĩ tới đó Điền bật cười Khiến vợ chồng mái chính dãnh ngạc nhiên hết sức Không hiểu sao hắn ta mới khóc đó Bỗng lại cười đó Điền lại cười dài thêm nữa Vì hắn sung sướng mà nghĩ rằng Phen này chính Việt Nam sẽ chinh phục Trung Hoa vì ông hoàng đế tương lai của đại quốc ấy là một người Việt Nam thuần túy. Cuộc đời cứ trôi chảy, nhà đầu cơ vảnh trong khi chờ đợi làm tía ông vua cứ tạm đầu cơ đỡ các món hàng hóa khan hiếm. Còn tía thật của ông vua tương lai thì cứ nghèo mãi và rất băn khoăn, không biết làm sao mà gửi thơ cho con để tiết lộ bí mật một khi nó lên ngôi thiên tử. Vì chắc chắn là về Đại Bắc, nó học toàn chữ Hán không đọc được chữ quốc ngữ để mà xem bức thơ quan trọng ấy ba năm qua hôm ấy thình đình gặp má chính vãnh trước nhà băng sartre Điền hỏi a à, má chính mạnh giỏi còn thằng bé thế nào má chính Dẫn xa sầm nét mặt lại rồi thở dài nói hay à nó đã chết hai thang lay rồi ngoa lỗ vôn qua mà trong khi nhà đầu cơ tiếc của than lỗ than lời Thì Điền kêu trời lên một tiếng rồi đứng chết sững Nước mắt của người đàn ông nghèo khó Và hầu như chết hết cả tình cảm ấy Sưng sưng nơi khóe mắt của hắn Và lâu lắm hắn mới hỏi được Có thật không mái chính? Ai loại lao với cô Lư làm gì? Nó ở xa cô Lư lâu có bắt lại được đâu mà quá sợ Nhưng nếu nó có số làm vua thì trời Phật phải phò hộ cho nó chứ Sao lại để nó chết Hò Hoa tinh chật đền lỗ vô mà Hoa ly coi thầy Thầy bôi với lại thầy địa ly Cả hai ông thầy đều nói lo nó chưa đủ điều kiện Năm nhâm dần Tháng nhâm dần Ngày nhâm dần Giờ nhâm dần Chưa lũ Phải cái mã của ông lội nó Dài đầu về hướng đông bắc chôn giữa chúng một cái gò mối nó mới phát lê giường Ngoa wow, quên mất cái liệu kiện lo lại biểu cô lư cải tan tia của cô lư lên hư diệt lớn hết giỏi mặc dầu đang rầu con điên bật cười người trung hoa giỏi tính toán lại có tài sáng tạo như tạo hóa hay như một nhà bác học họ nghiên cứu kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để chế ra đế ra dương ra quan to quan nhỏ một cách dễ như chơi chơi chôn trà theo hướng nào đó và đẻ con vào ngày giờ nào đó thế là được ngôi báo ngày hoặc trúng số độc đắc hay đắc cử hội đồng liền muốn làm ông huyện phải đẻ giờ tí muốn con đổ trạng nguyên phải chết giờ thình tất cả bí mật của tạo hóa về kiếp người đã bị họ khám phá hết rồi và nếu người đàn bà nào cũng nghe lời sách vở đẻ con vào giờ dần thì hẳn không còn giải cấp sang hèn nữa rồi nghĩ đến đây điền hỏi kẻ ra vốn để làm tía ông vua nhưng tính sai một con toán máy chính nè thôi làm vua lớn lao quá tôi không dám ham vậy muốn làm máy chính phải dai đầu mộ ông cố ông nội cha tôi về hướng nào máy chính mách giùm để tôi làm theo hầu ra khỏi cảnh nghèo túng này cho đỡ khổ máy chính giận nổi giận đó mặt tía tài chửi mồ tổ cha cô lư à Hoa lộ vô mà cô Lư còn nhạo ban hoa hả Cô Lư lượt 27 ngàn Thì cái ngôi mộ của ông nội cô Lư không tốt hay sao Mà còn lòi dời ly Ha Cái này à, tham lam quá mà Hết chuyện